khung giờ này là khung giờ thử thách thể lực của các cầu thủ một cách thực sự. Điểm xuất phát của anh Pháp trong trận đấu này, Trọng Thành vẫn là thủ môn Văn Toàn, số 10 Đức Trung Mang Mang đội trưởng, số 13 Phùng Viết Trường, số 18 Bùi Đình Châu, số 19 Hoàng Nghĩa Trung, số 37 Nguyễn Văn Ngọ và số 87 Trần Nguyên Hưng. Chơi nhiều giải đấu của Vietfootball nhất. Những giải bóng đá phong trào tại thủ đô Hà Nội. Đánh đầu. Và cắt bóng của Thanh Đen, một cầu thủ đến từ Thanh Hóa. Nguyễn Hưng, bóng rơi sang ngang khung thành của DTS. Rất đẹp mắt trước đây. Vừa rồi là một cú bắt vô lê cực kỳ cơ bản của Nguyên Hưng. Trung đầu to. Đức Trung cũng đã có một bàn thắng cho Anh Pháp tại HPL S11 năm nay. Đây là Hiếu Chuột. Cắt ngang. Chưa được. Sẽ có phạt góc cho DTS. Trước đây thì anh cũng đã từng chơi Busan. Người ta biết tới Hiếu Chuột trong màu áo của Phương Anh trước đây. Dứt điểm. Tiếp tục là pha dứt điểm của Hiếu Chuột. Sơn Bắc Cạn. Rất nguy hiểm cơ hội Nguyễn Hưng. Qua người. Không vào. Và thấy là Sơn Bắc Cạn hay như thế nào trong pha bóng này. Cả các cầu thủ đều rất đáng khen. Và khống chế bóng rất ngon của Nguyễn Hưng. Cơ hội cho Đức Trung. Không vào. Hoàn Kiều đã ra khép góc rất kịp thời. Góc sút hẹp đi. Và Trung đầu to đã không thể thực hiện. Bắt vô lê. Vững chắc của các cầu thủ Anh Pháp. Đáy biên Xuân Kiên. Quá người Xuân Kiên. Không thể thổi phạt trong phòng này được. Rất thoáng. Đây là Bùi Đình Châu. Dứt điểm ngay. Bùi Đình Châu. Pha xử lý rất hay. Đây là cơ hội 3 đánh 2. Phùng Viết Trường đáy biên. Dứt điểm không vào. Pha phối hợp chưa đủ mượt mà của cao thủ Anh Pháp. Bùi Đình Châu sẽ có một quả đá phạt. Chắc chắn là như vậy. Văn Ngọ. Không vào. Văn Ngọ không thắng được Hoàn Kiều. Nhưng Hoàn Kiều còn hay hơn. Gần 17 giờ rồi. Nhưng vẫn còn rất nắng. Dứt điểm ngay. Vẫn là Hiếu Chuột. Khá nguy hiểm. Rất chăm chỉ Susa. Điểm mạnh. Cơ hội. Động tác giả rất hay. Không vào. Bóng rội cột dọc. Qua người hay Ma Đại. Tiếp tục qua người. Mất bóng rồi. Và can thiệp hay của Trung đầu to. Nguyễn Hưng. Dứt điểm không vào. Đương nhiên quyền tiếc nuối với những cơ hội của vẫn là Ma Đại rất thoáng. Có thể dứt điểm. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0. Không ai khác cả. Đó là Nguyễn Hưng. Và cắt mặt đánh đầu quay. Tuyệt vời. Nhưng đây là phần thưởng xứng đáng với những gì anh Pháp đã thể hiện từ đầu trận. Hãy nhìn cái cách mà Nguyên Hưng lướt lên. Lần này thì Thành Đen đã không thể theo kịp được nữa. Quá nhanh và quá chính xác. Nguyên Hưng coi không vào. Ngọc Hào. Không được. Cơ hội phản công cho các cầu thủ Anh Pháp. Bùi Đình Châu căng ngang. Chưa từng qua tập chuyên nghiệp một ngày nào cả. Nhưng khả năng chơi bóng của anh thì nhiều người cũng đã biết rồi. 3 đánh 2 cho DTS. Phương Vô Tô. Sự khác biệt đã được tạo ra. Ở độ tuổi này thì Phương Vô Tô không thể đá chính được vì thể lực. Nhưng có lẽ khi vào sân thôi thì mọi sự khác biệt. Một trong những cầu thủ được coi là xuất sắc nhất trên mặt sân 7 trong nhiều năm. Nhiều năm trở lại đây.
Ta cùng xem lại pha bóng này, một tình huống bắt bài. Và cả người của Nguyễn Hưng sút xa. Trong hiệp 1 thì Văn Ngọ cũng đã có một pha dứt điểm trúng đích với Ma Đại mà thôi. Kéo người rất rõ ràng của Ma Đại với Đức Trung. Dù bất kỳ ở hoàn cảnh nào đi nữa chăng nữa thì Phương Mô Tu vẫn là một điểm tựa rất lớn của các cầu thủ DTS. Mà Bùi Đình Sơn đã hai lần cứu thua cho các cầu thủ DTS trong hiệp 1. Bùi Đình Châu đang rất đau. Sút xa. Rồi, dứt điểm không bao. Phương Cửa Lò đã cứu thua trên Bạch Cầu Môn. Có lẽ là không khác gì vị trí mà Sơn Bắc Cạn đã cứu thua cho DTS trong hiệp 1. Văn Toàn bên phía các cầu thủ Anh Pháp. Dứt điểm không bao. Rất đẹp mắt. Lần này thì phản xạ tuyệt vời của Văn Toàn đã cứu thua cho Anh Pháp. Quá lộ của Tú Trôi. Tú Trôi! Tú Trôi là cầu thủ sút chân phải rất mạnh. Nhưng chân trái thì anh chưa thể hiện được nhiều điều. Cả ngang! Không vào! Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Anh Pháp. Pha nhà bóng tuyệt vời của Ngọc Vedati. Anh Đạt. Vẫn là anh Đạt. Lần này thì anh đã thành công rồi. Ở một vòng khó hơn nhiều thì tại anh Đạt đã tạo dấu ấn cho mình khi được tung vào sân. Với việc lên tham gia tấn công và họ đã lơi lỏng nơi hàng thủ. Hai cơ hội chỉ trong khoảng một phút thôi. Thì anh Pháp đã thành công một. Và người có cơ hội đều là phản công cho anh Pháp. Tại Đạt. Không được. Và điểm không thành công của Viết Trường. Viết Trường đã thấm mệt rồi. Sao bên phía Tùng Anh. Phương Vơ Tù. Anh Pháp từ rất lâu. Từ những giải hạng dưới. Tù không thể vượt qua được Thái Bá Sang. Và quá người của Ngọc Vedati. Cơ hội 3-1. Vẫn là những tiếng rất mải mê tấn công của các cầu thủ DTS và họ đã phải nhận bàn thua thứ 3. Và xử lý mẫu mực của Ngọc Vedati. Bóng đã vào đúng cái chân trái của Thái Tôn và mọi thứ là đơn giản. Xuất phát từ tình huống mất bóng của Phương Vơ Tù. Ngọc Vedati. Cơ hội. Lại là một đường kiến tạo nữa của Ngọc Vedati. Quá hay. Bàn thắng quá dễ dàng, một cú đúp quá dễ dàng của Tạ Anh Đạt. Cầu thủ Anh Pháp. Ở những vòng đấu đầu tiên. Kết quả của Anh Pháp đã tốt dần lên tại HPL S11 năm nay. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên 4-1 cho Anh Pháp. Tất cả được bắt đầu từ sức bật và tốc độ để có thể phá vỡ mọi chuẩn mực. Tạo ra lối đi riêng của chúng tôi, Be The Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Gigabola Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Lá biết của người Việt thật tuyệt, nhưng tuyệt hơn nữa khi cùng đưa bia quốc dân đến giải vàng hàng đầu quốc tế. Bia Sài Gòn, phá vỡ giới hạn cùng nhau. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Hiếm có, không khó để nhận ra. Với diện mạo khác biệt, cùng hương vị khó lẫn. Bia Sài Gòn Special, nhìn là thấy special.